Tử vi tuổi Mão tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát khung của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cụ. Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mão. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Mão sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Tân Dậu. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và Kỷ Mão sinh năm 1999. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Dậu. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Mão sinh năm 1951 và Đinh Mão sinh năm 1987. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Dậu. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 và Đinh Mão sinh năm 1987. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2, tức ngày 15 tháng 3 dương lịch,
có nạp sát là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 2, tức ngày 27 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2, tức ngày 8 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày các lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Mão cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa được thực sự khởi sắc. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm làm nhiệm vụ. Đây là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Mão trong tháng 2 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh và giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc được. Có sức khỏe mới mong được công việc hành thông. Đồng thời kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Các gia chủ sẽ hóa giải những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành thông. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Mão vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng 2 âm lịch. Một phần là do bạn còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ được mở thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư, lớn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào, phòng bị lừa gạt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Mão cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ xung quanh mình. Cộng thêm bạn là người quá cứng nhắc, bạn không chủ động, cũng không chịu mở lòng. Vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành công. Bản thân bạn còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ, phương diện tình cảm trong tháng này với bạn mà còn rất tiêu cực. Bạn nên mở lòng để đón nhận. Quá khứ cũng chỉ là để quên đi, tương lai đang đón chờ bạn ở phía trước. Còn với những người tuổi Mão đã có gia đình, cũng không mấy êm ấm trong tháng này. Công việc bận rộn, vô tình kéo bạn ra khỏi gia đình. Hai bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, do đó tình cảm cũng dần nhạt phai, cần chú ý. Thời gian này cũng xuất hiện kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ. Ngoài ra trong tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Mão. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai,
người đã có người yêu lại dễ bị hiểu lầm vì những mối quan hệ khác phái, thân thiết có nguy cơ làm rạn nứt các mối quan hệ đã có. Bạn cần sự minh bạch trong các mối quan hệ để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, cũng như san sẻ yên ổn. Các gia chủ tuổi Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu ký nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi có cho thấy trong tháng 2 âm lịch, điều mà người tuổi Mão cần chú ý nhất chính là vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh sẽ cực kỳ xấu, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mỏi mệt ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Cho nên trong khoảng thời gian này, bạn hãy tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tào nhã để đem lại cho đời sống tinh thần những cảm xúc tích cực. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, Quý Mão, sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm 2021 này, vận trình không có gì đáng lo. Chỉ có các mối quan hệ xã hội không được như ý sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng. Hãy nói ít, làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại theo dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, tuổi Ân Mão, sinh năm 1975. Bước sang tháng 2 âm lịch, tuổi Ân Mão có số đào hoa, đặc biệt là nếu bạn đã kết hôn thì có thể nó sẽ là vấn đề của các cuộc hôn nhân, cho nên bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Ngoài ra, xem vận mệnh Ân Mão trong năm 2021 Tân Sửu, mệnh chủ sẽ cần chú ý, phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Vậy nên trong khoảng thời gian này, kênh phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Ân Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Tử vi có nói, vận trình nửa đầu của tuổi Đinh Mão khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả rất tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Ngoài ra, để hóa giải vận đen, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, Kỷ Mão, sinh năm 1999. Tháng 2 âm lịch Tân Sửu đối với người Kỷ Mão, đây là tháng học, đây là tháng xây,
chưa phải tháng hưởng, nhưng phải tháng, chưa phải tháng, tự hoa kết thành quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần kỷ mão bền tâm, vững chí, để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén trong những điểm mạnh mình sẵn có. Ngoài ra, để mọi chuyện được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì các gia chủ kỷ mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, các lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mão. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi, trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!